Ồ, cái này là cái gì các bạn nhỉ? Ngay chỗ đường gì đây nè. Sao thấy cái gì giống như cái biển số vậy? Biển số nè, Ai bị rớt nè, xong rồi là bây giờ là mình đang quay lại để mình bàn giao cho. Bây giờ hiện tại là mình đã nhặt được cái ngay chỗ cái đường này luôn. Đó. Xe bị rớt biển số bây giờ là mình cũng không biết là của ai. Ngay đường Nguyễn Công Trứ với Lê Duẩn nha. Ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ, ngay chỗ này luôn nha anh em. Đây nhá, ngay chỗ này luôn nhá. Tôi mới thấy để như thế này. À, bây giờ tôi tới thì tôi thấy ngay chỗ Nguyễn Công Trứ, thì bây giờ là tôi sẽ bàn giao cái biển này ở đâu ta. Mình mới lượm ngay chỗ này và bây giờ mình sẽ chụp lại. Và mình không dám lượm, bây giờ mình không dám lượm luôn. Rất là ghê ha. Sau khi các bạn đã xem qua cái video mà mình nhặt được cái chiếc biển số ngay chỗ đường Nguyễn Công Trứ và Lê Duẩn, đây là những hình ảnh mình đã chụp và bây giờ mình đang quay lại. Thì sau khi các bạn đã xem qua cái hình ảnh của mình thì các bạn thấy thì đây là những cái gì mình đã chụp lại và quay lại. Thì cái chiếc biển số này mình nhặt từ lúc 25 tháng 7 ha. Và bây giờ hiện tại là 11 tháng 8. Và hiện tại đã có người nhận đó. Thì đây là cái video mà mình đi bàn giao cho cái người mà bị rơi chiếc biển số. Thì đó, thì đây là cái hình ảnh mà mình quay lại và mình cố gắng mình cầm cái camera để quay lại cái quá trình mình đi giao lại cái chiếc biển số cho cái người mẹ bị rơi. Đó, đây là cái chỗ mình đang tính cho cái người đó qua nhận ngay chỗ trung tâm văn hóa tỉnh. Mà hiện tại là đó, chiếc biển số hồi nãy tôi giơ lên đó là cái chiếc biển số của chủ nhân đã rơi. Và bây giờ là hiện tại là chủ nhân đang đi làm nên là sẽ không có tiện ghé qua ngay chỗ trung tâm văn hóa tỉnh để nhận. Và sau khi mình đã gọi và mình xem xét giấy tờ thì cuối cùng là chủ nhân đưa cho mình cái giấy tờ để kiểm tra thử phải cái biển của mình không. Cuối cùng thì mình nhìn vô thì mình thấy là nó sẽ giống cái biển của mình luôn ha. Cái biển này luôn á, đó cái biển mình đang quay đó. Đó. 60A20785 ha. Đó là chiếc biển số mà người đó đã rơi và sau đó là mình nhặt được. Và sau đó là mình đăng lên cái trang mà Hồng Bi 47 và tìm lại đồ vật đã rơi. Đó. Rồi mình cũng nhờ anh em ở bên câu lạc bộ SOS Buôn Ma Thuột cũng đăng lên đó để giúp mình tìm lại chủ nhân. Rồi. Rồi bây giờ anh tra tận tay cho em luôn ha. Ừ, đây đúng biển số của em chưa? Rồi, đúng rồi, đây là cà vẹt xe của em ha. Đó. Rồi, anh giao lại nhé. Rồi bây